Chứ giờ anh muốn gì ở tôi? Anh muốn làm bạn trai em. Em làm cho anh thay đổi nhiều á. Biết lắng nghe hơn. Biết để ý cảm xúc của người khác hơn. Chứ thật sự là muốn quan tâm cho một ai đó. Sao mày ngu quá vậy sao? Yêu đâu ai khôn đâu. Đừng yêu tôi. Quá khứ của tôi tệ lắm.